Ngày xưa Thảo được biết tới Phúc như là một hiện tượng âm nhạc của Việt Nam. Và cho tới bây giờ thì Thảo vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh ngày xưa mỗi lần mà Phúc xuất hiện ở ngoài sân khấu. Và ngày hôm nay thì cũng hơn 10 năm rồi mới có dịp làm việc chung với Phúc. Và hôm nay được nói lời chúc mừng sinh nhật cho Phúc ngày 18 tháng 8 và cũng chúc mừng cho những thành công mà Phúc đã làm được trong những năm vừa qua với công ty Eureka. Một cái điều rất là tiếc của Thảo là ngày hôm nay Thảo không dự được cái buổi party của Phúc. Nhưng mà mình cũng đã có những buổi party rất là vui ở bên Mỹ rồi phải không nè. Hy vọng là sắp tới này Phúc cùng với lại Eureka sẽ cùng thực hiện một cái buổi party vui như thế nữa dành cho những khán giả ở Việt Nam. Và một lần nữa thì chúc Phúc sinh nhật thật là hạnh phúc và những thành công mới sẽ luôn luôn đến với Phúc. Hôm nay Cường rất là vui là đã về đúng cái thời gian mà sinh nhật của Phúc để dự cái buổi sinh nhật của Phúc ngày hôm nay. Thì anh em rất là vui tại vì mấy anh em thì đang làm việc ở bên Mỹ, thì là bay từ Canada qua Mỹ rồi bay những cái tiểu bang khác nhau, rất là mệt mỏi tại vì cái múi giờ khác nhau, bay từ hướng East qua hướng West. Thì Phúc cũng mới từ bên Houston, Texas bay về Việt Nam mấy ngày, thì Cường từ New York bay qua Virginia rồi bay về Việt Nam rồi bay qua Nhật rồi bay về Việt Nam. It's a long flight. Đã được đến cái ngày hôm nay, đã được dự cái buổi sinh nhật của Phúc hôm nay thì là wow, rất là cảm thấy rất là vui. Hôm nay thì cảm ơn tất cả các bạn fan hâm mộ của Phúc đã làm những cái chương trình cho Phúc ngày hôm nay, và cũng cảm ơn những cái bạn trong công ty Eureka đã tổ chức một cái chương trình sinh nhật cho Phúc rất là hoành tráng. Chúc mừng sinh nhật Phúc và cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào mấy bạn, hôm nay rất cảm ơn mấy bạn tới tham gia bữa sinh nhật của anh Ung Hoàng Phúc. Mình tên là Nguyễn Thế Hưng, aka Radar. Con của ông Nguyễn Ngọc Dân, Dân Sưng sẽ tham gia với lại anh Phúc sắp tới đây. Anh Phúc ơi, em muốn nói là bữa nay sinh nhật anh rất là vui. Vui đến nỗi em tóc mồ hôi hết luôn. Và rất là cảm động khi được ở bên cạnh anh và hỗ trợ cho anh. Nay sinh nhật anh Phúc, không có gì hơn thì chúc cho công ty anh Phúc luôn làm ăn phát đạt và anh càng ngày càng phát triển trong sự nghiệp ca hát của mình. Hôm nay sinh nhật của anh Phúc và em gái, chúc anh trai càng ngày càng thành công trong cuộc sống và trên con đường ca hát. Đại diện UFC Staff thì xin chúc anh Phúc trên con đường sự nghiệp của mình càng ngày có nhiều sản phẩm mới, những MV mới, những ca khúc chất lượng để đem lại những sản phẩm tốt nhất đến với khán giả. Chúc anh Phúc là một ốc tiêu dễ thương của người thân, một Nguyễn Quốc Thanh của gia đình, một Ưng Hoàng Phúc của khán giả và tất cả là của UFC. Chúc anh Phúc một tuổi mới, có nhiều niềm vui mới, một hạnh phúc mới, xe mới, nhà mới. Nhưng mà tình yêu dành cho UFC thì vẫn mãi mãi là như vậy. Dạ, xin chào các bạn, mình là UFC thành phố Hồ Chí Minh. Cái nghiệp sinh nhật anh Ưng Hoàng Phúc, mình xin chúc anh luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Chúc anh luôn giữ vững cái phong độ của mình để có thể có những cái MV mới, những sản phẩm mới đối với khán giả. Và luôn luôn là một Ưng Hoàng Phúc thật là tuyệt vời, number one trong lòng UFC. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của anh Ưng Hoàng Phúc thì mình xin đại diện của UFC Staff gửi lời chúc sức khỏe tới anh Hoàng Phúc và chúc anh luôn may mắn thành công trên con đường sự nghiệp. Và ở quá khứ, hiện tại và tương lai thì anh Hoàng Phúc vẫn là số 1 trong lòng của UFC. Hôm nay thật sự là một ngày rất là vui đối với Phúc. Có rất đông những người thân trong gia đình, bố, mẹ, những người anh chị, những người bạn đồng nghiệp, những người đã thương yêu Phúc
và còn những người mà hôm nay không đến được nữa, rất nhiều, rất đông anh chị em nghệ sĩ phải bận đi lưu diễn này nọ không có đến được chúc mừng cho Phúc, nhưng mà vẫn nhắn tin để chia sẻ những niềm vui này của Phúc trong ngày sinh nhật. Thật sự là Phúc rất là vui và cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho Phúc. Cảm ơn các fan của Phúc đã ở từ xa, rất là xa. Có những bạn ở tuốt ở dưới miền Tây, có những bạn tuốt ở trên Thái Nguyên, rồi ở ngoài ở trên Gia Lai, Đắk Lắk này nọ xuống đây để chúc mừng sinh nhật cho Phúc. Và cũng có những người bạn từ Canada, từ USA, như là New York, Boston, rồi ở Cali, ở Chicago, rồi ở Florida, rồi ở Toronto, Montreal, Vancouver đã gửi quà, cũng như là mọi người đã bỏ công bay về đây để chúc mừng trong buổi tiệc sinh nhật của Phúc. Thực sự đó là những tình cảm mà Phúc không thể nào quên được. Và cảm ơn nhất là những người đã làm ra được những cái hình ảnh, những cái video clip mà cho Phúc chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Đó là những người anh em trong công ty Eureka, những người anh em trong công ty Panda, những người bạn, những người em của Phúc đã hỗ trợ cho Phúc để thực hiện một cái chương trình thật là tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you bro.